Chào mừng các bạn đến với Thor Team quận 9. Ngày hôm nay Duy Nguyễn và team tập thể THOL Academy gửi đến các bạn một buổi tập mẫu trong giáo án Max OT, mà tập nhóm cơ vai tay sau. Bảo đảm với các bạn luôn là những cái bài tập ngày hôm nay là bài tập độc quyền, độc lạ mà các bạn chưa từng một lần nào được thấy trên thị trường gian mắt. Thị trường gian mắt. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Thor Team quận 9 thì em thấy phòng gym đẹp không? Đây là một cái module nằm trong máy CT8 được áp dụng để tập với PT. Đó, mà tập mắt OT là phải có PT, không PT sao tập. Đó, nên PT đã set up cho anh Duy Nguyễn một cái bài tập rất là lạ và rất là tuyệt vời trên cái ghế mà BBF Adjustable Bench. Đây là Thunder Olympic. Khung này khung squat. Nói thật báo giá với em luôn nè, đây là học nó nói nè, khung này là 30 triệu. Cái cây này không á nha. Cái cây này nè. Cái cây này gắn vô cái ốc đó, gắn ốc đó mua hai cây riêng à. Thấy không? Dưới cái này nè, dưới cái này nè. Rồi không có cây này đâu, dưới cái càng này nữa. Nó có cái càng nữa mà tại tụi em tháo ra đó. Nó có cái càng gắn bảo hiểm nữa. Hiểu không? Càng này càng bảo hiểm, 30 triệu hơn á. Khởi động làm quen khối lượng tạ. Chúng ta sẽ khởi động 12, ok 12 nha. 1 2 lên tạ đi. Ok, đó là PT là nhiệm vụ là lái chúng ta. Lái là lái gì? Lái cái tạ đi vô cái bốc nào đó kẹt tiền của PT. Tôi thuê PT tôi không khe nó tập sao, tôi tập đấy lên thôi à. Phần lại tôi chết nó chịu. Ok, tốt. Lên 5 ký nữa. 2 3 10. Đó. 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 mất nhịp rồi, đáng lẽ là đi cuối được á, mất nhịp rồi. Đứng trước kính không gì đẹp ngoài làn da. Đứng trong kính không gì đẹp ngoài làn da.
Muốn da đẹp như vậy phải làm gì? Uống SuperPT và tập gym trong THOL Gym. Môi trường máy lạnh, đúng không? Máy lạnh này mới là lòng khuẩn á. Cất. Đổi bài. 1 2 3 lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 cái lận. Đó, tập up fly roll vô dai khác vô cầu dai. Cũng một cái tập đó mình chỉnh chút xíu để sẽ vô cầu dai nữa. 2, 3, lên. 1 2 3 4 5 6 7 Đi cuối. Đếm luôn đi. 8 7 8 9 8 10 9 11 12 10 11 Đếm nhanh lên. 12 14 13 14 14 15 Đếm đi. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất vọng hóa tâm hồn. Thay dục chưa? Thật ra mình quay clip mình biểu diễn thôi các bạn, chứ mấy đồ yêu này nhầm nhò gì. Wow. Prop tricep extension. Có mấy em nhập môn sẽ vô đó anh Duy tập chip tập sai kỹ thuật mày nha. Cả không? 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Hồi nãy á anh tập 148 cái, bây giờ anh tập 208 cái. Có ai dám cá anh tập 248 cái không? Nhưng mà điều đó nó là gì? Điều đó tạo lên thương hiệu Duy Diễn. Nhẹ quá. Có thế luôn. Bê.
cùng anh bị tỷ bỏ luôn mày ơi. Quá ơi, tao phun cây đó ba. Má ơi, tao mướn ra 700 ngàn buổi PT. Tôi chậm 170 nó bỏ không luôn rồi. Má ơi, 170 vừa quay tay mà vừa xoay người nó mà vừa bấm nữa nó bỏ không. Tập vào đầu như mì tôm luôn. Tập vào đầu như mì tôm luôn. Rồi. Đã cứu mướn mày rồi mẹ. Xuống lên đi hả. Chậm chậm thôi mày. Chưa anh chưa tập xong mà. Đừng có đỡ nhanh quá, từ nào lên mẹ đỡ, anh đang căng cơ mà nè. Rồi ok, lấy xuống. Rồi, ok. Đó. Xuống. Đó. Nghỉ nha các bạn. Bye bye, cảm ơn các bạn theo dõi video. Nói chung là thật sự là trong quá trình xếp máy, quá trình quay là gì cũng có diễn giúp đỡ chỉnh đỉnh đó. Nên buổi tập nó không được sung mãn bình thường. Chứ bình thường gì tập ghê hơn nữa. Cảm ơn các bạn ủng hộ, cảm ơn bạn ủng hộ của tôi, cảm ơn các bạn ủng hộ Tác Ola Academy, cảm ơn các bạn ủng hộ những MBT sắp sửa trên chặng đường vào đời. Các bạn xin các bạn. Bye bye một lần nữa. Tho xin quận 9. Chào đón các bạn mọi lúc mọi nơi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.